các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thí điểm, cùng nhau giải đề thi học kỳ 2 năm 2020-2021. Đây là phần nghe liên quan đến bài đọc ở trong sách giáo khoa nhé. Phần bài nghe trong sách giáo khoa này. Rồi chúng ta cùng làm phần phát âm. Thứ nhất là phần phát âm. Quan triệt phát âm ED, các bạn nhớ có 3 cách sau tờ với đờ. Ví dụ như quan triệt này, đó, cái tờ này, khi thêm ED vào các bạn sẽ đọc là it. Tờ với đờ nha, chó sổ sổ sau các phố phường thì các bạn sẽ đọc là tờ, còn lại các bạn sẽ đọc là đờ. Ở trong trường hợp này chúng ta đọc là quan triệt, còn 3 câu kia đọc là đờ, future, stager, later. Ở đây các bạn sẽ quan vào câu A. Câu số 2, ahead là chữ E, inspect là chữ E, sit bell là chữ E, break, vậy là chữ E này, và chúng ta quan vào câu C. Rồi, câu tiếp theo là phần nhấn âm các bạn. Câu số 1 các bạn nhớ different, các bạn nhấn âm đầu. Dangerous nhấn âm đầu luôn. Pollution các bạn khi nào nhớ cái từ sần là sau này, cái sần ấy là các bạn nhấn trước nó một vần, tức là ở đây bạn nhấn từ chữ U này. Pollution. Plentiful nhấn âm đầu. Vậy ở đây đáp án của chúng ta là câu C. Câu số 2 environment là nhấn âm 2. Effectively là nhấn âm 2 luôn. Fashionable là âm đầu. Petroleum là âm 2. Vậy cho nên chúng ta còn là câu D nhé. Rồi chúng ta xuống phần ngữ pháp trọng tâm. Cái này các bạn nhớ hay cái từ by many country không? Đây là tác nhân gây ra hành động. Vậy đây là câu bị động này. Năng lượng mặt trời là vật cho nên câu bị động. Câu bị động của thì tương lai, bởi vì ở đây có từ in the future. Bị động của thì tương lai thì các bạn nhớ đó là will be, cộng động từ thân cột 3 nhá. Will be cộng động từ cột 3. Còn cái will be cộng động từ thân in là thì tương lai, tương lai tiếp diễn đấy. Diễn tạo một hành động sẽ xảy ra tầm thời điểm cụ thể trong tương lai. Các bạn nhớ đừng có phân đừng có nhầm lẫn giữa hai cái loại thì đó nha. Câu số 2 này, cái gì là nguồn năng lượng mà có thể tái tạo? Ở đây chắc chắn là gió rồi. Còn coal, oil và gas là dạng là nguồn năng lượng không thể tái tạo được và sẽ cạn kiệt. Tiếp theo, bạn có thể mặc một cái gì? Mặc que là mặc cái gì trên lưng của bạn? Thì đây là jetpack túi bay rồi. Và đi khắp nơi một cách dễ dàng trong tương lai. Câu thứ 4 này, các bạn nhớ này. Trong tương lai hầu hết mọi người sẽ đi lại trong train tàu hỏa. Chúng ta nói là train tàu hỏa, chúng ta sẽ on flight train. Rồi, bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ ở trong tương lai là bị động là gì? Trong tương lai là in the future là dấu hiệu của thế tương lai đúng không? Vậy chúng ta sẽ will you thôi. Chúng ta sẽ sử dụng xe hơi không người lái trong tương lai. Câu số 6 các bạn nhìn vô. Bức chân này là của Lan, bức chân kia là của chúng tôi. Đây gọi là cái gì? Đây gọi là đại từ sở hữu của các bạn. Đại từ sở hữu our thêm sở vô nhé. Câu tiếp theo, năng lượng hạt nhân có thể cung cấp điện cho nhu cầu của thế giới, nhưng mà nó như thế nào? Năng lượng hạt nhân rất là nguy hiểm đúng không? Nó mà rò rỉ nó rất là ảnh hưởng tới sức khỏe con người đó. Rồi câu biến đổi gen đó, biogas giúp đỡ giải quyết vấn đề indoor air pollution nhé các bạn, ô nhiễm không khí nhá. Số 7 dưới, bài này là gì? Bài này họ tham gia một cuộc họp về năng lượng, về các nguồn năng lượng vào 2 giờ chiều ngày mai. Các bạn nhớ có thời gian cụ thể trong tương lai các bạn. Thời gian cụ thể trong tương lai tiếp diễn. Ở đây sẽ là will be, cộng động từ thêm in, will be attending. Will be attending của chúng ta. Câu số 2, đằng sau YouTube, cộng động từ nguyên mẫu là diễn tả đã từng làm gì đó trong quá khứ. Ở đây sẽ là play. Rồi, đằng sau cô ấy thích câu cá vào ngày cuối tuần với bạn bè của cô ấy ngày cuối tuần, các bạn biết là gì không? On the gì? On the weekend, những ngày cuối tuần. Rồi thật là nguy hiểm để bơi ở dòng sông ô nhiễm. Dòng sông bị ô nhiễm sẽ là polluted river. Các bạn phải chia như vậy mới được. Chúng ta xuống bài đọc. Rồi chúng ta đọc lại này. Năng lượng là một cái rất là quan trọng ha, năng lượng rất là quan trọng trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Mọi người dùng năng lượng để mà đây là cho được đi lại này. Chúng ta sẽ for ở đây, for nhé, for transport station, cooking, heating and cooling room, manufacturing, lighting, entertainment. Có nghĩa là gì? Là sử dụng năng lượng để mà đi lại, nấu ăn, đốt nóng, sưởi ấm đó, và làm mát nhà, sản xuất, thắp sáng, giải trí. Rồi câu số 2, hầu hết một năng lượng ngày nay hầu hết chúng ta sẽ xài gì? Most hầu hết. Đây chúng ta phải xài từ này. Hầu hết những nguồn năng lượng ngày nay thì đến từ nhiên liệu hóa thạch, là xăng dầu, than đá, khí tự nhiên. Do đó
Nhưng mà để cái nào đốt nguồn nhiên liệu hóa thạch sẽ gây ra ô nhiễm. Đây sẽ là tuy nhiên however chúng ta phân vào however, therefore là do đó, moreover là ngoài ra, because là bởi vì, ở đây chỉ phù hợp, một là therefore, hai là moreover, ba là however thôi. Nhưng mà dịch về nghĩa chúng ta phải xài however. Rồi ngoài ra, nếu mà chúng ta không tìm ra một cái loại năng lượng mới thì chúng ta sẽ cạn kiệt. Chúng ta sẽ cạn kiệt các bạn. Các bạn nhớ xài từ use up là xài hết. Use up xài hết tất cả các nguồn năng lượng đó trong tương lai gần. Rồi chúng ta xuống bài dưới đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi này. Chúng ta có thể phát triển những nguồn năng lượng thay thế và nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ thành công. Thay vì đốt nhiên liệu hóa thạch, chúng ta nên tập trung vào sử dụng điện hiệu quả, bởi vì điện có thể sản xuất ra được sản xuất từ những nguồn năng lượng. Nếu chúng ta không lãng phí quá nhiều năng lượng thì nguồn năng lượng của chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn. Chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều năng lượng bằng cách bảo tồn hơn là chúng ta sản xuất. Chúng ta có thể sản xuất từ số tiền đó, cùng số tiền đó. Nếu chúng ta không nghiên cứu những năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy triều, thủy điện hoặc là thì những nguồn năng lượng hóa thạch của chúng ta sẽ cạn kiệt, run out. Và chúng ta sẽ tất cả sẽ bị đóng băng hoặc là chết đói. Có nhiều quốc gia đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc vào việc nghiên cứu, bởi vì năng lượng đến từ mặt trời, sóng, thủy triều và gió tồn tại mãi mãi. Chúng ta thực sự sẽ không tồn tại được nếu chúng ta không bắt đầu làm việc sao sạch sẽ hơn, an toàn hơn, tức là làm việc với nguồn năng lượng sạch sẽ hơn và an toàn hơn. Rồi câu số 1, có phải là điện được sản xuất từ bất kỳ nguồn năng lượng không? Cái này là đúng rồi. Đúng, chúng ta sẽ là yes, it can. Yes, it can. Câu số 2, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không lãng phí quá nhiều năng lượng? Nếu chúng ta không lãng phí quá nhiều năng lượng này thì nguồn năng lượng của chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn, lâu dài hơn. Copy cái đoạn bỏ vô là xong nhé. Rồi câu số 3, tại sao có nhiều nước tiêu xài tiền bạc, chi rất nhiều thời gian tiền bạc để nghiên cứu nguồn năng lượng từ mặt trời, thủy triều và gió? Nó ở chỗ này này, bởi vì sao? Bởi vì nguồn năng lượng từ thủy triều, từ gió, từ ấy sẽ tồn tại mãi mãi này. Từ mặt trời, từ thủy triều, từ gió sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng ta chỉ cần chết bỏ vô là xong. Câu số 4, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không làm việc với nguồn năng lượng mà sạch sẽ hơn? Chúng ta sẽ không tồn tại, chúng ta sẽ không tồn tại được. Ok, bài này chỉ có chép xuống thôi là rất là dễ rồi. Rồi xuống bài dưới, hãy viết lại câu bị không lỗi. Chúng ta sẽ sử dụng ít điện hơn trong tương lai. Rồi câu này là câu bị động nha. Các bạn lớp 7 đã học câu bị động rồi. Câu bị động của thì tương lai will be you. Nào, điện sẽ được sử dụng ít hơn, ít điện sẽ được sử dụng in the future. Câu số 2, máy tính, đây là cái máy tính của tôi. Máy tính này là của tôi, các bạn phải xài đài từ sở hữu mày. Họ sẽ trình diễn xe hơi bay cho công chúng khi họ hoàn thành nó. Xe hơi bay sẽ được trình diễn, lại là câu bị động của thể tương lai, các bạn nhớ. Flying car will be due to the public when they finish it. Tâm không còn đánh máy nhanh như cô ấy đã từng. Chúng ta sẽ viết thành cô ấy từng đánh máy nhanh, đúng không? Tâm you too try fast. Số bài dưới, sắp xếp tạo thành công hoàn chỉnh. Họ đang học tiếng Anh và thời gian này vào ngày mai thì tương lai tiếp diễn. They will be learning English this time tomorrow. Rồi câu số 2, năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng ta sẽ viết là gì? Solar energy
solar energy will be used by many countries in the world. Câu số 3, câu số 3 này, how đứng đầu câu, how will people fly from one continent to another. Câu này có nghĩa là mọi người sẽ bay từ một đại lục này tới một cái nơi khác, một đại lục khác bằng cách nào. Câu số 4 nè. Rồi, hãy tắt tất cả đèn trước khi bạn rời phòng để tiết kiệm năng lượng, đúng không? Vậy chúng ta sẽ viết là turn up the lights before leaving room to stay energy. Turn up the light before leaving room to save energy. Turn and straight the light up leaving the room to save energy. Turn up the light before leaving the room to save energy. Rồi, cái đề của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn học thật tốt và đạt được kết quả cao. Goodbye.